Xin kính chào toàn thể quý bạn và các vị đã đến với giải thưởng Cộng đồng mạng The Best 2021, nơi mà chúng ta sẽ bầu chọn ra cụm từ ấn tượng nhất năm với hàng loạt những pha xử lý mãn nhãn trên Internet của cộng đồng mạng tại Việt Nam. Và tôi là MC Tuyển Văn Hóa. Từ khóa đầu tiên chúng tôi muốn nhắc đến đó là trà xanh. Rất nhiều hình ảnh của tiền vệ đánh chặn có lối chơi đầy hoa mỹ và kỹ thuật tới từ câu lạc bộ MTP Entertainment là Hải Tú đã được các cổ động viên đăng tải và comment cùng caption hoặc hashtag trà xanh để nói về sự việc cầu thủ này bỗng dưng xuất hiện và đá cặp với Sếp Tùng ở một số trận đấu được cho là tương đối nhạy cảm. Khi đó thì nhiều khán giả cho rằng Sơn Tùng vẫn đang là ngôi sao thuộc biên chế của Thiều Bảo Trâm Football Club và chưa đủ điều kiện để đàm phán với các câu lạc bộ ở bên ngoài. Và câu chuyện đó cho tới nay đã là năm mới 2022. Khi nhắc tới cụm từ trà xanh, người ta cũng thường nghĩ ngay tới tiền vệ Hải Tú. Và theo Wikipedia, trà xanh hay chè xanh được làm từ lá của cây trà, chưa trải qua công đoạn làm héo và oxy hóa. Trà xanh có nhiều loại mà khác biệt đáng kể là do sự đa dạng của cây trà được sử dụng, điều kiện trồng trọt, phương pháp canh tác, quá trình trồng trọt và thời gian thu hái. Uống trà xanh được xem là có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, mặt hàng trà xanh ở trong drama nói trên khi uống được xem là có thể gây ưu phiền, thậm chí khiến nhiều người phải rơi lệ, đồng thời có tác dụng phụ là tiêu cực cho tâm lý người dùng. Do vậy, rất mong quý bạn và các vị đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để tránh uống nhầm. Vì nếu uống nhầm một ánh mắt thì cơn say theo cả đời, nhưng uống nhầm trà xanh thì cơn đau theo suốt kiếp. Từ khóa tiếp theo, chúng tôi đưa vào hạng mục giải thưởng cộng đồng mạng The Best 2021 chính là thổi nến. Thường thì một năm chúng ta làm hành động này một lần vào dịp sinh nhật của bản thân. Khi mà nam ca sĩ nhiều tóc, Phan Đinh Tùng Quác Điều Là cất cao khúc hát mừng sinh nhật của mình, chúng ta sẽ bắt đầu nhắm mắt, ước, lấy hơi và thổi nến. Tuy nhiên, nhiều vị chủ tịch ở trên mạng đã biến những điều ước ấy thành sự thật bằng phần mềm Photoshop. Cưỡi trên con quay dán logo Mercedes ra Thanh Xuân Authentic Store, sắm một quả vest bên ngoài nhìn như là chủ tịch của Real Madrid Florentino Perez, cộng thêm vài thao tác trên máy tính là lập tức khiến người ngoài nhìn vào cứ tưởng bên ngoài nhiều tiền và bên trong thì cũng nhiều tiền. Những danh xưng như ông vua thổi nến hay chuyên gia đặt lệnh cùng bộ kỹ năng tăng độ dày của da mặt đã cho ra những danh hiệu cá nhân kỳ thú như chủ tịch sống ảo xuất sắc nhất tháng hay vua phá lưới giải đấu ảo ma Canada Premier League. Về mặt tích cực mà nói thì hiện tượng thổi nến ngoài việc mang lại những tiếng cười thì cũng còn khơi gợi khát vọng làm giàu trong giới trẻ một cách mãnh liệt. Tuy nhiên, cần phải bổ sung thêm vào cẩm nang thổi nến câu nói nổi tiếng của một chiến lược gia cũng rất có tiếng trong giới kinh doanh online, Alexandre Huấn Rossi. Ở cái xã hội này, cần cù thì bù siêng năng, không làm mà đòi có ăn ấy, thì chỉ có ăn decibel hay ăn cc mà thôi. Các bạn trẻ hãy nhớ đấy. Nhưng đã nhắc đến nến mà không nhắc đến ẩm thực tấu hài gia duy nến thì đúng là một tội ác. Anh là một trong những người đã đưa mùi của một cô gái mới lớn vào những làn điệu ẩm thực của mình. Dưới góc nhìn độc đáo, khác biệt và một vị giác tinh tế, anh thường xuyên là người duy nhất phát hiện ra thêm những mùi vị mới của món ăn mà trước đó có cả hàng trăm nghìn reviewer cũng không thể phát hiện ra nổi. Phải nói rằng nếu có một giải thi văn về ẩm thực thì có lẽ chẳng ai dám nghi ngờ về năng lực của anh và khả năng anh về nhất trong cuộc đua chiếc mùa vàng là cao như giá lan đột biến thời đỉnh của Chóp. Một từ khóa trong năm 2021 cũng khiến cư dân mạng có nhiều cảm xúc, đó chính là lan va, lan đột biến. Thật ra trước đó khi mà nhắc đến lan ấy, thì trong đầu tôi chỉ biết đến mỗi lan cave đến từ thiên thai Inatus, một đồng đội của Quỳnh búp bê, chứ bản thân mình chưa bao giờ là một người chơi lan cả. Tuy nhiên, trước khi cụm từ lan via xuất hiện tại Việt Nam, đã có rất nhiều người chơi lan chân chính. Họ có nhiều năm kinh nghiệm, lan lộn trên thị trường, nghiên cứu và áp dụng công nghệ để tạo ra những cây lan đẹp xuất sắc với giao diện rực rỡ, làm nức lòng người hâm mộ. Tuy nhiên, từ khi Google xuất hiện từ khóa lan đột biến, thì theo thống kê của Transfermarkt, chuyên trang chuyển nhượng cầu thủ quốc tế, thì số lượng người chơi lan và kinh doanh lan cũng tăng đột biến. Từ đó xuất hiện những định giá viên chấn động lịch sử, mà khi họ ra giá bán lan còn dã man hơn cả việc các câu lạc bộ thổi giá những tài năng của mình. Những tưởng việc Paris Saint-Germain hay Borussia Dortmund đẩy giá của Mbappe và Haaland lên đến 200, thậm chí 300 triệu euro đã là kinh ợp thổi giá rồi, mà nhiều lan thủ còn biến những cành củi khô đang đi ở ngoài đường chẳng may nhặt được về, rửa sạch và ngang nhiên giao bán trên các trang bán hàng với giá hàng chục tỷ đồng. Sau một thời gian tạo ra những cơn sốt trên thị trường chuyển nhượng,
thì được biết một số chủ vườn lan trong ngoặc kép đã chuyển hộ khẩu, một số thì đổi số điện thoại, thậm chí chuyển sang dùng SIM ở nước ngoài, còn một số thì thay tên đổi họ, mai danh ẩn tích, cứ như là phim Hollywood ấy. Cũng may là sau một quãng thời gian đột biến thì nhịp sống đã trở lại bình thường và thị trường chứng khoán cũng không chịu nhiều tác động của các lan thủ. Qua đây chúng tôi xin phép được nhắn nhủ đến những người yêu lan theo phong trào rằng nếu rảnh quá thì vào kênh Tuyển Văn Hóa nghe tin bóng đá chứ đừng làm thẩm định giá theo kiểu lá vàng rơi rồi đến lúc mất tích cả xã hội đi tìm lại mất cả hay. Một từ khóa nữa rất nổi tiếng trong ngành xây dựng và cũng đã lọt top cộng đồng mạng The Best 2021 của chúng tôi, đó chính là tay vịn. Vâng, tay vịn cầu thang là bộ phận nằm ở vị trí cao nhất của bộ khung cầu thang. Tay vịn cầu thang giúp dễ dàng khi di chuyển lên xuống vì có chỗ để cầm nắm, tạo độ vững chắc và an toàn. Theo tôi được biết thì tay vịn cầu thang gỗ kính cường lực có mấy loại như sau: tay vịn gỗ trò, tay vịn gỗ nghiến, tay vịn gỗ sao, tay vịn gỗ lim Nam Phi, tay vịn gỗ lim Lào, tay vịn gỗ sồi Nga. Thế nhưng nếu quý vị và các bạn chưa biết thì thị trường hiện tại còn xuất hiện thêm một loại tay vịn bằng thịt rất được thịnh hành. Năm vừa rồi thì những tay vịn xuất hiện tại Sunny Club đã khiến cho nhiều khán giả nữ có cái nhìn hoàn toàn khác về công năng của tay vịn. Liên tiếp là những tay vịn từ 45 đến 53 kg và một người có thể sở hữu cấp tính 1, 2, thậm chí là 3 đến 4 tay vịn là chuyện hết sức bình thường. Giao diện của tay vịn cộng với nội thất, thiết kế tay vịn càng đẹp, càng trẻ trung thì giá trị kinh tế càng cao. Bên cạnh công dụng là chỗ cầm nắm, tạo độ vững chắc và an toàn thì hệ thống tay vịn bằng thịt còn có những tính năng vượt trội so với hệ thống tay vịn bằng gỗ. Đó là khả năng rót bia, kỹ năng uống bia, kỹ năng hát, kỹ năng mân mê lăn lê bò toài và nhiều bài va chạm có thể mang lại cho người vịn cảm giác sung sướng. Và năm qua, như hình ảnh mãn nhãn xuất hiện tại sân vận động Sunny Club đã thực sự nâng tầm tay vịn và đưa từ khóa này đến với giải The Best năm nay. Một cụm từ không thể không nhắc đến, cực kỳ nhức nhối và nhức nách trong năm qua đó là sao kê. Một năm với nhiều khó khăn từ thiên tai cho tới dịch bệnh thì những tấm lòng nhân ái, lá lành đùm lá rách là điều cực kỳ đáng quý. Mỗi người một chút sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn vốn đã trở thành một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta từ nhiều năm nay. Làm từ thiện là một câu chuyện không hề xa lạ đối với những người nổi tiếng, giới showbiz khi họ biết cách sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để tập hợp nguồn lực, kêu gọi sự chung tay và trở thành nơi để các mạnh thường quân gửi gắm niềm tin, tình cảm của mình tới bà con gặp khó khăn. Tuy nhiên trong đó cũng xuất hiện một số người lại lợi dụng chuyện từ thiện để làm hình ảnh cá nhân, thậm chí là xa hơn, lợi dụng lòng tốt của mọi người để chuộc lợi cá nhân, làm dày số dư tài khoản của mình. Cũng đúng là chỉ có thời điểm dịch dã căng thẳng, người dân không thể ra ngoài và ở nhà nên có thêm thời gian để sử dụng công nghệ VAR, soi xét thật kỹ lưỡng từng đường bóng, tìm ra những lỗi nhỏ mà nếu như dùng mắt thường hoặc sự phán đoán chủ quan sẽ không thể nhìn ra được trong nhiều chiến dịch từ thiện. Và cũng kể từ đó, hàng loạt những tình huống mắc lỗi, hàng loạt những pha việt vị, hàng loạt những sơ hở đã bắt đầu được tổ trọng tài, cư dân mạng đưa ra ánh sáng. Bình thường thì tiền chỉ là vật trung gian để trao đổi hàng hóa, nhưng ở thời buổi này, tiền còn được dùng để đo lòng người nữa. Còn rất nhiều tiền thì có thể bật công tắc cho sự tham lam trỗi dậy trong nhiều con người. Thậm chí nhiều khán giả có nói vui rằng, hình như làm từ thiện ở Việt Nam là một công việc và khi làm từ thiện thì phải ăn phần trăm hay sao ấy. Họ đã mất công mất sức kêu gọi lên kế hoạch rồi đi từ thiện thì họ cũng phải nhận được tiền công chứ nhỉ. Đến đây thì có lẽ tôi cũng chẳng biết nói gì thêm nữa. Và từ thiện, một hành động đẹp đẽ, nhân văn, bây giờ lại đang tạo ra rất nhiều tranh cãi. Tuy nhiên chúng tôi vẫn luôn đề cao những người làm thiện nguyện chân chính. Họ đôi khi không cần phải khoa trương, chẳng cần phải lên mặt báo, không cần phải ABCXYZ. Hàng năm họ vẫn xây trường học cho các em nhỏ vùng cao, vẫn mang lương thực, thực phẩm tới bà con vùng lũ, vẫn giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn. Và truyền thống đó vẫn nên được phát huy một cách tích cực nhất, một cách sạch sẽ và công bằng văn minh nhất. Từ khóa tiếp theo và cũng là duy nhất trong đề cử của chúng tôi đến từ tên riêng của một người phụ nữ, CEO Phương Hằng. Người thi đấu ở vị trí tiền đạo và đã ghi được rất nhiều những bàn thắng để đời vào giới showbiz Việt trong năm 2021 với kỹ năng hết sức độc đáo, nằm mơ. Mọi siêu phẩm, mọi cú dứt điểm từ sút xa, đánh đầu, đá phạt cố định hay cứa lòng rìa vòng cấm đều xuất phát từ một thứ gọi là giấc mơ. Và cũng là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá thế giới, một nữ tiền đạo ở độ tuổi tiền mãn tin mà vẫn duy trì được phong độ ghi bàn đáng nể đến như vậy. Theo một thống kê không chính thức của Liên đoàn bóng đá phủi thế giới, thì bà cũng là tiền đạo duy nhất ghi bàn vào lưới của các thủ thành xuất sắc trong một năm dương lịch như Hoài Linh, Trấn Thanh, Đàm Vĩnh Hưng, Việt Hương hay Thủy Tiên. Tuy nhiên vẫn có một thủ môn mà CEO Phương Hằng chưa thể chọc thủng lưới, đó chính là người nhện Dr. Yên, hay còn được nhiều khán giả biết đến với full name là Võ Hoàng Yên. Phải nói rằng 2021 là một năm mà mọi thống kê của một tiền đạo, bà Phương Hằng đều vượt trội.
5 triệu sẽ là từ khóa tiếp theo xuất hiện trong chương trình của chúng tôi. Trước tiên phải nói rằng, nếu như có 5 triệu thì bạn cần phải có một kế hoạch chi tiêu như thế nào dành cho hai người để phù lý nhất, đủ sống đây. Ok, để tôi viết ra trước nha. Đầu tiên tiền nhà trọ 1,5 triệu. Tiền ăn 2 triệu. Tiền đi lại 500.000. Tiền tiêu vặt như kiểu ngồi nét này, thẻ nạp điện thoại này, vân vân, 500k. Cuối tuần đi về nhà xin mẹ thêm rau, gạo, thịt và nhiều đồ ăn nữa. 5 triệu hai thằng sinh viên vẫn còn thừa 500k gửi tiết kiệm luôn cơ mà. Thế nhưng liệu với mức 5 triệu có đủ tiền bỉm sữa cho một đứa trẻ hay không? Đó là câu hỏi mà nhiều khán giả đã đặt ra trong năm 2021, khi mà một ca sĩ trẻ được nhiều người yêu mến, được cho là đã có con với bạn gái của mình, nhưng lại không muốn xuất hiện tên của mình trong giấy khai sinh của con, đồng thời có chu cấp hàng tháng là 5 triệu đồng. Về cơ bản, nếu tháng nào thì cũng đều như vắt chanh trợ cấp 5 triệu ấy, thì tôi đánh giá là phong độ khá ổn định. Vì ở chỗ tôi có cặp vợ chồng ly hôn, tòa xử mỗi tháng anh chồng phải chu cấp cho con của anh ta là 3 triệu, nhưng đúng 3 tháng đầu thì còn đầy đủ, chứ từ tháng thứ 4 trở đi là thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, hoặc giao dịch của quý khách vượt quá số dư tài khoản, vui lòng nạp thêm tiền rồi thực hiện giao dịch tiếp theo. Tuy nhiên, xét trong bối cảnh bản thân có một thu nhập ok la, thì đáng ra có thể tạo ra những pha xử lý đẳng cấp hơn, chu đáo hơn chẳng hạn. Vì việc nuôi con về cơ bản là cực kỳ vất vả, đồng thời còn gặp những stress nặng nề về mặt tâm lý, tinh thần nữa, nên sự sẻ chia gánh nặng đó đôi khi quý hơn 5 triệu, kể cả có là 5 triệu đô hay 5 triệu nhân dân tệ, thì có khi chưa chắc bằng 5 tháng bên nhau. Do vậy, nhiều chuyên gia mới nhận định rằng trách nhiệm là thứ để phân biệt giữa là một thằng con trai và là một thằng đàn ông. Trong rất nhiều từ khóa của The Best năm nay thì cũng có một cụm từ nghe rất tây, enjoy cái moment này. Công nhận là kể từ khi biết thêm cụm từ này thì bản thân tôi hay rất nhiều anh chị em của cộng đồng mạng Việt Nam không còn cảm thấy bị bí từ mỗi khi giao tiếp nữa. Và cứ trong mỗi khoảnh khắc thăng hoa của bóng đá Việt Nam ấy thì chúng tôi thường dùng cụm từ này ở trên caption. Từ chỗ chúng ta là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á giành tấm vé lịch sử để xuất hiện tại vòng loại thứ 3 của World Cup 2022, cho tới cú ra chân tung lưới Ả Rập Xê Út của Quang Hải ở trận đấu đầu tiên mà chúng ta bước chân trên thảm cỏ lịch sử, thì hãy cứ enjoy cái moment này đi, bởi vì sau đó huấn luyện viên Pauser cũng đã mường tượng ra định nghĩa của cụm từ quay lưng. Ông từng có một phát biểu để đời như một cú cứa lòng thẳng vào góc trái tim yêu bóng đá của người hâm mộ Việt Nam, đó là: khán giả Việt Nam là những người rất yêu bóng đá, nhưng mà yêu bóng đá chiến thắng. Hay ở chỗ, ông phát hiện ra điều đó ở thời điểm chúng ta vẫn đang có những chiến thắng đầy ấn tượng và thậm chí là kỳ tích. Thế mới thấy rằng là phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam. Một cụm từ nửa nạc nửa mỡ, nếu sử dụng đúng ngữ cảnh sẽ trở thành một cụm từ hết sức mỹ miều. Giống như một cầu thủ, nếu sử dụng đúng anh ta ở một sơ đồ thích hợp, thì hoàn toàn có thể biến anh ta trở thành một siêu sao rực sáng trên sân bóng. Trên tình bạn, dưới tình yêu. Đó là từ khóa tiếp theo mà chúng tôi muốn nhắc đến trong video lần này. Đương nhiên không phải về ca khúc này của Min rồi. Ca khúc này thì bản thân tôi cũng rất thích. Hãy quay trở lại một chút với bóng đá. Trên thế giới thì luôn có những bộ ba hoặc là mũi đinh ba mang đến cho chúng ta nhiều cảm xúc, nhiều pha bóng hay. Ví dụ như bộ ba R một thời của Brazil năm 2002 với Ronaldo, Rivaldo và Ronaldinho, hay bộ ba hàng công đình đám một thời của Barca như Neymar, Messi và Luis Suarez, hoặc BBC của Real là Bale, là Benzema, là Cristiano Ronaldo. Năm qua thì cũng xuất hiện một bộ ba trên tình bạn dưới tình yêu ở trên YouTube tại nước Mỹ xa xôi, Khoa Bắc, Johnny Đặng và Vương Phạm. Nhưng chúng ta có thể nhận định và mường tượng ra rằng bộ ba dù có mạnh đến mấy, dù kết quả vẫn bị tan đàn xẻ nghé và chia tay. Ở Barca thì Neymar là người rời đi trước, sau đó là Suarez, rồi cuối cùng Messi cũng đi luôn. Ở Real thì sau khi Ronaldo ra đi thì BBC cũng không còn nữa. Giờ lại là câu chuyện của bộ ba YouTuber Khoa Bắc, Johnny Đặng và Vương Phạm. Rõ ràng bộ ba này đã mang đến nhiều trải nghiệm sang chảnh, quý tộc và độc đáo cho quý vị khán giả. Nhiều người tỏ ra tiếc nuối khi họ không thể thi đấu cùng nhau nữa, và thậm chí có những đồn đoán về sự rạn nứt của ba siêu tiền đạo này. Trong số những đồn thổi về việc bộ ba này không thi đấu cùng nhau nữa, nhiều người cho rằng đã xảy ra những bất đồng trong lối chơi, những khó chịu đã xuất hiện bên cạnh những đồng coi hoặc những đồng USD mà cả ba đang sử dụng. Có những người nhận định lối chơi của Khoa Bắc không phù hợp với Johnny Đặng và việc được ai lấy đi là tất lẽ dĩ ngẫu. Thậm chí một số nhà nhân tướng học có nói tam hợp hóa tam tai. Nhưng dù là lý do gì đi chăng nữa thì cũng mong rằng họ sẽ tiếp tục tạo ra những giá trị thật hơn, không ảo và mang đến cho khán giả những clip tích cực nhất, vui vẻ nhất và trải nghiệm độc đáo nhất. Vì khi không còn yêu, chia tay nhau là điều bình thường, nhưng đừng đóng đinh vào đầu nhau hoặc đốt nhà xong đổ xi măng, như thế thì mất hay. Và mê phim, cụm từ khóa tiếp theo không thể không xuất hiện
khi mà rất nhiều bộ phim dài tập đã được các anh chị em cày không sót một tích tắc nào trong mùa dịch. Mê phim thì chẳng có gì là xấu, chẳng có gì là sai, thậm chí là thời điểm dịch dã căng thẳng thì ở nhà cày phim còn hơn là phải ra ngoài và mang dịch bệnh về cho mẹ. Ấy thế nhưng mê phim và u mê phim có lẽ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, thậm chí là ngộ phim còn là một khái niệm khác nữa. Chúng tôi không chắc những trường hợp sau đây có phải họ do xem phim quá 180 phút hay không, mà tất cả đều đã tạo ra những kịch bản, thậm chí còn kịch tính hơn cả trong phim ở ngoài đời. Rõ ràng dịp cuối năm này là thời điểm mà Juventus chứ không phải là Manchester United, Chelsea, Real, Man City hay Bayern Munich nổ bom tấn nhiều nhất. Đầu tiên đó là việc siêu tiền đạo Văn Nam với khả năng chạy chỗ cực kỳ đỉnh, tư duy chiến thuật thuộc dạng thiên tài. Văn Nam cướp ngân hàng, sau đó dùng số tiền có được để thỏa mãn đam mê PKL, phân khối lớn của mình. Rõ ràng nếu được học hành một cách bài bản về dòng tiền thì chắc chắn Nam sẽ là một chiến lược gia rất giỏi về tài chính. Hay như gã đồ tể đóng 9 chiếc đinh vào đầu bé gái thì đúng là chẳng đạo diễn nào tưởng tượng ra nổi. Với lối đá thô bạo, những tình huống vào bóng quyết liệt trên mức cần thiết, cộng với việc sở hữu nhóm máu lạnh, các chuyên gia nhận định đây là kẻ nhân tính đã về không và nên cho thẻ đỏ, treo giò vĩnh viễn khỏi thế giới loài người. Ngoài ra cũng không thể không nhắc đến kẻ sát nhân đầu độc bố đẻ của mình rồi chôn xác bằng xi măng, dựng hiện trường giả, sử dụng những đường bóng lươn lẹo để lừa cả mẹ. Những câu chuyện thực sự là chỉ nên xuất hiện ở màn ảnh nhỏ trong rạp chiếu phim, nhưng giờ dã man thật đã tồn tại ngay ngoài xã hội. Thầy ông nội, nếu phải kể ra đâu là vụ chuyển nhượng đình đám nhất, bom tấn nhất, căng thẳng nhất, tốn nhiều giấy mực của giới truyền thông nhất, đó phải là thương vụ siêu tiền đạo lão tướng Lê Tùng Vân chuyển từ Tịnh Thất Bồng Lai sang đầu quân cho Juventus. Một mẫu tiền đạo có thể ghi bàn ở độ tuổi gấp 2,5 lần hơn so với Ronaldo và thậm chí vẫn đạt danh hiệu vua phá lưới. Đồng thời số bàn thắng phá lưới nhà của tiền đạo Lê Tùng Vân cũng nhiều không kể xiết. Các chuyên trang thống kê nổi tiếng nhất trên thế giới cho tới thời điểm hiện tại được cho là không thể thống kê hết số pha ghi bàn của ông ở các giải đấu chính thức. Các con số trôi nổi trên thị trường hầu như chỉ là dựa vào sổ tay tình ái của ông để đếm và ước lượng, vì có rất nhiều trận đấu của ông không được tường thuật trực tiếp nên dữ liệu lưu lại không hề tồn tại. Bên cạnh đó thì thầy ông nội cũng trở thành tiền đạo cao tuổi nhất vẫn được Juventus ký hợp đồng với mức đãi ngộ cực kỳ cao và kỳ vọng có thể giúp bà đập già thành Turin làm bá chủ trời Âu. Giang hồ. Vâng, những năm gần đây khi mà giá lắp đặt internet khá là phải chăng, wifi thì ở đâu cũng có nên đã bắt đầu xuất hiện nhiều người tự xưng là những giang hồ 4.0. Những anh chị hồ báo cáo chuồn trên mạng xã hội, nhưng cứ mỗi khi đến là anh chị lại trốn. Cứ mất wifi coi như là mất địa bàn hoạt động. Họ dùng số mắt xem để thể hiện bản thân và thị uy sức mạnh với cộng đồng mạng. Ngoài ra, dùng những câu nói đi vào lòng người để thu phục thiên hạ. Thậm chí nhiều khán giả còn đặt cho họ một biệt danh đầy tình thương mến thương là giang hồ mõm. Tuy nhiên, vào những ngày cuối năm âm lịch Tân Sửu, sự việc một giang hồ authentic là Hải Bánh ra tù đã khiến tất cả phải dở lại sách để xem lại định nghĩa thế nào là giang hồ. Sau một quá trình cải tạo tốt, tập trung tu tỉnh thì đại ca một thời ngang dọc. Cái thời mà mạng xã hội còn chưa phổ biến, cái thời mà nhiều giang hồ mõm vẫn còn đang bú tí mẹ thì anh đã xuất hiện với một phong thái đúng chuẩn là giang hồ real. Chúng tôi vẫn nhớ như in những chia sẻ của một giang hồ đẳng cấp trong báo Juventus đến từ anh Hải Bánh như sau. Rất nhiều người bây giờ đang muốn nổi tiếng cho cái chuyện giang hồ này, muốn làm chuyện bậy bạ ngoài xã hội. Những người nào có hiểu biết một chút ý, thì hãy nhìn gương tôi với anh Năm. Đến tầm cỡ như anh Năm, quyền lực cả về chính quyền, kể cả về giang hồ, quyền lực mạnh như thế cũng vẫn phải trả giá với những hành động sai trái của mình. Rồi đến như bọn tôi đây, cũng một thời oai hùng, bây giờ thì còn gì đâu. Thế nên những người đó cứ nhìn gương như bọn tôi, để sửa đổi, từ bỏ. Nghe những câu này xong thì có lẽ lực lượng giang hồ mạng nên in sẵn ra để lên chỗ làm việc, nhìn vào đấy mỗi ngày để biết như thế nào là lễ hội và có một cái tư duy đúng đắn cho công việc của mình. Tinh thần Việt Nam. Cụm từ cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn đó là tinh thần Việt Nam, thứ giúp chúng ta tạo ra những màn lội ngược dòng đầy cảm xúc trước những khó khăn, thử thách lần đầu gặp trong đời ở năm 2021. Đầu tiên là về câu chuyện anh Superman giản dị mang tên Nguyễn Ngọc Mạnh. Trong một tình huống mà anh nhận thấy nguy hiểm đang ở chung tọa độ với đứa trẻ, đồng thời quan sát thấy từ thần đã sẵn sàng ghi bàn vào lưới của em bé kia, anh lập tức có một pha tắc bóng rất nhanh, thậm chí là có thể gây tổn thương đến chính anh để cứu cho em bé không chỉ là một bàn thua trông thấy mà còn là một mạng sống, mang đến cho em bé một cuộc đời nữa sau khoảnh khắc sinh tử kia. Và tiếp theo chúng tôi muốn gửi những lời cảm ơn tới những người ở tuyến đầu chống dịch,
các bạn cũng là những chiến binh sao vàng trong lòng của chúng tôi. Những người đã chấp nhận xa gia đình, chấp nhận rủi ro bệnh tật, chấp nhận ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, nghỉ ngơi bình thường và liên tục hỗ trợ, giúp đỡ những người nhiễm bệnh. Rồi đến khi đội tuyển bóng đá của chúng ta vào tới vòng loại thứ 3 lần đầu tiên trong lịch sử, thì bắt đầu sự tham lam của nhiều cổ động viên xem bóng đá bằng highlight đã trỗi dậy. Họ đòi hỏi các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam chúng ta phải thắng được Ả Rập, phải đè mặt được Nhật Bản hay có điểm trước Australia. 7 thất bại liên tiếp thật cay đắng, thật tiếc nuối, nhưng nó cho chúng ta quá nhiều bài học giá trị để rồi đúng vào ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần, tinh thần Việt Nam đã lì xì cho các khán giả yêu bóng đá một chiến thắng siêu cảm xúc. 3 bàn thắng vào lưới đội tuyển Trung Quốc với các đầu bếp Tấn Tài, Tiến Linh, Văn Đức đã biến đối thủ trở thành món thịt kho tàu ngon nhức nách với gia vị chủ yếu mang tên tinh thần Việt Nam. Và sau cùng, trong những thời điểm khó khăn thì tinh thần Việt Nam luôn thể hiện một cách rõ nét nhất, và chúng tôi sẽ dùng cụm từ này, tinh thần Việt Nam, để khép lại chiếc clip của năm cũ, và cũng chính tinh thần Việt Nam sẽ bắt đầu năm mới Nhâm Dần với nhiều điều tích cực, may mắn, an khang và thịnh vượng. 89 Hưng Yên chào anh em nhá. Chúc cả nhà năm mới với nhiều thắng lợi mới, nhiều điều mới mẻ, mạnh khỏe, bình an. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.